xin chào anh chị xin chào à, chúng ta tiếp tục gặp nhau trong bài học tiếp theo và video bài học này thì tôi sẽ nói về một cái chủ đề đấy là chúng ta phải xác định và định vị thương hiệu cá nhân thì giống như thương hiệu của doanh nghiệp của sản phẩm của dịch vụ của hàng hóa đúng không ạ thì chúng ta cũng phải định vị thương hiệu thế thì cái khái niệm định vị là như thế nào cái từ định vị nó đã cho chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ nằm ở đâu cái nhân hiệu của chúng ta nó sẽ là cao cấp xa xỉ hay bình dân hay là chuyên ngành chúng ta phải lựa chọn để mà định vị được đúng không ạ thì chúng ta sẽ trả lời cho một số câu hỏi như sau thứ nhất là chúng ta có tài năng gì chúng ta có đam mê gì chúng ta thích điều gì chúng ta muốn làm gì chúng ta muốn trở thành ai đúng không ạ à, chúng ta muốn người khác biết đến chúng ta là những người như thế nào Và chúng ta xây dựng tính cách của chúng ta hình ảnh của chúng ta xuất hiện ở trên mạng internet ra sao thì đó sẽ là trả lời cho câu hỏi về định vị Đấy. Và sau khi mà chúng ta công khai cái cuộc sống Chúng ta cũng phải lưu ý là Giả dự sau này chúng ta có nổi tiếng Thì chúng ta nhớ rằng là nó cũng có những cái mặt trái à, Đó là cái sự uh, riêng tư của chúng ta sẽ không còn nữa Đúng không ạ? Chúng ta có thể uh, sẽ nhận được nhiều sự kỳ vọng hơn uh, Sự đòi hỏi của công chúng hơn Bởi vì chúng ta trở nên nổi tiếng Đấy. Chúng ta phải xác định được cái phong cách của con người chúng ta cách nói chuyện cách xây dựng hình ảnh à, cách viết bài sử dụng ngôn từ gu thời trang vân vân của chúng ta thì như tất cả những cái điều đấy nó sẽ trở thành một khái niệm là định vị nhân hiệu à chúng ta cũng cần phải có những cái ý thức rất là chuyên nghiệp ở trong cái quá trình mà chúng ta định vị chúng ta xây dựng thương hiệu bởi vì muốn xây dựng được thương hiệu thì việc đầu tiên chúng ta phải định vị được thương hiệu đã chúng ta phải muốn gì và chúng ta muốn trở thành ai bởi vì tôi đã thí dụ như này một người họ có thể có rất nhiều tài năng họ có thể có rất nhiều những cái lợi lợi điểm thế nhưng mà không phải là lúc nào bạn cũng đem tất cả ra bạn sâu ra thì như vậy nếu mà bạn mà đi truyền thông thì nó sẽ giống như quả mít tức là quả mít đấy nó đầy gai chỗ nào cũng là một cái gai nhọn nhưng mà không có một cái gai nào có khả năng gây ra tình trạng sát thủ ý tôi muốn nói là gì bạn phải lựa chọn một thông điệp một hình ảnh một cái xuyên suốt một cách nhất quán bạn truyền thông cho nó thì cái gai đấy nó sẽ rất là lớn rất là mạnh và nó có khả năng gây ra sát thương à đấy là cái ý mang tính chất hình tượng ví dụ như tôi chẳng hạn tôi nói thí dụ là tôi vừa đàn hay tôi vừa hát giỏi à, tôi vừa chơi bóng đá tốt đúng không ạ tôi vừa chụp ảnh đẹp tôi vừa dựng phim tôi vừa làm marketing tôi vừa làm photoshop và tôi viết content tôi viết sách tôi làm được hết thế bây giờ tôi sẽ định vị tôi là nhà văn hay tôi định vị tôi là nhiếp ảnh gia, hay tôi định vị tôi là rapper, không, tôi định vị tôi là chuyên gia marketing online. Đấy, ý tôi là như thế, mình phải chọn một cái định vị, một cái uh, thông điệp truyền thông cho chính mình, một cái cảm nhận của người khác. Ví dụ mình là một người dễ gần, hay là mình là một người khó gần, mình là một người sang trọng xa xỉ, hay là mình là một người uh, đơn giản là có cái gu riêng của mình. Đấy. Thực ra giữa hàng hóa và con người thì như tôi nói là cái định vị nó về cơ bản là giống nhau Giống như iPhone nó sẽ định vị phân khúc cao Oppo thì định vị, định vị phân khúc thấp Đấy là cái cách mà sản phẩm nó sẽ định vị Nhưng con người cũng như vậy à, Cũng có con người, có người người ta định vị phân khúc rất cao à, Các ngôi sao giàu có đúng không ạ? Họ xuất hiện với những cái hình ảnh du thuyền Ăn ở khách sạn, resort 5 sao Đi máy bay hạng thương gia gặp gỡ những người rất nổi tiếng, những chính trị gia đẳng cấp thì rõ ràng có cái gì đó nó rất là luxury, nó rất là xa xỉ, nó rất là sang trọng, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái cách mà chúng ta làm. Đấy. Và mình phải tập trung vào các năng lực cốt lõi của mình là mình thích cái gì, mình có tài năng gì mà mình có thể phát triển được nó trong lâu dài. Đấy. Và mình sẽ sử dụng những công cụ như thế nào để làm thì ta sẽ bàn sau, đúng không ạ? và khi tập trung vào những cái giá trị cốt lõi mà chúng ta muốn xây dựng, thí dụ như bạn muốn xây dựng bạn là một cái chuyên gia về marketing online, thì bạn phải rất giỏi về marketing online và nếu bạn chưa giỏi về marketing online thì bạn phải học, học 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 rất nhiều để bạn giỏi 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 và bạn dạy 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 bạn làm 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 để người ta thấy rằng là ờ tất cả những cái thứ này anh phan anh nói rất là đúng rất là hay và kiến thức rất là chuyên sâu rất là tốt vân vân thì dần 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 một cái thời gian dài một cái thời gian dài như vậy người ta sẽ thấy rằng à đây đúng là một người mà rất là giỏi về marketing online hay đây là một người rất là giỏi về bản hình thế thì khi mà chúng ta xác định được định vị cho bản thân rồi cho cái nhân hiệu của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ cần phải à, đi theo những cái giá trị xuyên suốt như vậy và cái giá trị xuyên suốt ở đây là tức là chúng ta sẽ không rời xa các cái giá trị này chúng ta đăng bài đăng hình chúng ta chia sẻ tất cả những câu chuyện đều xung quanh những cái vấn đề đó à, chúng ta sẽ cố gắng không lái đi sang những chủ đề khác bởi vì như vậy nó có thể sẽ tạo ra cái sự loãng đúng không ạ và cái định vị của chúng ta là cái phân khúc cao hay thấp hay vừa sang xịn như nào thì chúng ta phải có một cái phong cách riêng những cái hình ảnh chúng ta xuất hiện nó cũng phải như vậy đúng không ạ phải được tuân thủ một cách xuyên suốt à, nhất quán đồng nhất và trong một cái thời gian dài và vì vậy chúng ta cũng sẽ phải sử dụng các hình thức marketing bản thân marketing bản thân thì sẽ có hai cách cách thứ nhất là tự mình làm thông thường thì khi xây dựng thương hiệu cá nhân thì chúng ta sẽ tự làm là nhiều à, tức là chúng ta sẽ chủ động cung cấp nội dung dưới các dạng bài viết hình ảnh video à, đường link vân vân để người ta đọc được người ta thấy được và dạng thứ hai là chúng ta cũng phải chi tiền làm quảng cáo à, ví dụ như chúng ta cũng phải quảng cáo fanpage của chúng ta chúng ta quảng cáo kênh youtube chúng ta quảng cáo trên báo chí vân vân thì cái phần đó thì tôi cũng sẽ nói sau trong các video bài học khác tức là chúng ta marketing bản thân để cho người ta nhanh biết đến mình nhiều hơn và khi người ta biết đến người ta đọc, người ta xem, người ta thấy chất lượng, người ta thấy ok thì người ta sẽ tiếp tục tiếp tục theo dõi và người ta có những cái trí nhớ, có những cảm xúc, có những cái sự nhận thức về cái thương hiệu mà chúng ta đã xây dựng, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là có rất nhiều cái cái cách thức, có rất nhiều cái kênh để chúng ta có thể truyền tải những cái thông điệp này và có thể là trả phí hoặc là không trả phí vâng ok thì cái phần này tôi sẽ xin kết thúc cái bài học này ở đây à, tôi sẽ tóm tắt lại cái nội dung của cái phần video bài học này thứ nhất là tôi muốn nói về góc độ định vị nhân hiệu đúng không ạ thì định vị nhân hiệu các bạn sẽ phải trả lời ra câu hỏi bạn là ai bạn mong muốn trở thành người như thế nào bạn muốn xây dựng hình ảnh như nào bạn muốn người khác nghĩ gì về mình mình phải viết ra trả lời hết quan trọng nhất là bạn muốn xây dựng cái tính cách cũng như là cái phong cách cũng như là cái con người bạn bởi vì bạn có thể có rất nhiều tài năng à, ví dụ như tôi là xây dựng là chuyên gia về marketing online à, tôi không xây dựng tôi là photographer hay rapper hay là à, một cái à, vlog vân vân kiểu kiểu như thế hay là beauty vlog ok thế thì à, sau khi bạn xác định được cái định vị đế xăm thì bạn bắt đầu là phải xác định là cái hành trình và cái quá trình xuyên suốt chúng ta phải kiên nhẫn à, phải nhất quán phải đồng nhất và chúng ta phải liên tục và chúng ta phải sử dụng cả những cái hình thức marketing bản thân bao gồm là marketing tự thân và marketing trả phí quảng cáo để PR vân vân đây là cái cách mà chúng ta sẽ làm và chúng ta hành động tất cả những điều mà chúng ta hành động đều phải nhất quán theo cái định vị mà chúng ta đã đưa ra theo con người và theo cái hình ảnh mà chúng ta mong muốn được chưa ạ chúng ta phải tưởng tượng ra là chúng ta sẽ muốn xây dựng một cái con người như thế nào tất cả những cái hình ảnh chúng ta xuất hiện đều phải đẹp trau chuốt với những hàng hiệu trên người những câu chuyện rất là hay nhân văn thấm đẫm nước mắt hay là những câu chuyện vui vẻ đời thường hay là với những hình ảnh sôi sòa cái đấy là do chúng ta quyết định đúng không ok thì video bài học này à, xin phép được kết thúc tại đây xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo xin cảm ơn